theo style lòng vòng. Anh không thích già dòng. Em bớt ồn ào đi được không? Nên buông ngay và luôn nên buông ngay và luôn nên buông ngay và luôn chia tay thôi. Có gì đâu mà buồn? Hóa ra không giả dối, câu chuyện anh nói không xa vời. Anh nhớ em dắt tôi ba lời thôi thôi. Nhà mình đừng ai nói bay còn đâu nữa. Này anh lạ lắm, câu chuyện anh nói không xa vời. Anh nhớ em dắt tôi ba lời thôi. Ta chia tay đừng ai nói bây giờ đây. Anh không thích già dòng. Em bớt ồn ào đi được không? Nên buông ngay và luôn